Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại có chú Grab lớn tuổi cũng đem hàng đến giao cho chị Loan nha cô chú. Dạ thì hiện tại bây giờ cũng là 2 giờ chiều rồi nha cô chú anh chị. Phía trước thì cũng có chú của Beken cũng đang ký giấy nhận hàng nha cô chú. Thì ngày hôm nay cũng có các cô chú đến mua hàng ủng hộ cho chị Loan rất là đông nha cô chú anh chị. Chú Grab lớn tuổi này thì nói chung là chú cũng rất là vui tính nha cô chú. Ngày hôm nay thì chú cũng chở 2 chuyến đến giao cho chị Loan rồi cô chú. Thì chuyến này là chuyến cuối cùng của cô chú anh chị. Dạ. Về chợ một chút nữa. Dạ thì chú Grab này làm ăn rất là cẩn thận luôn nha cô chú. Chú đi lúc nào cũng có cái bọc ni lông lớn để đem theo đèo trên xe cô chú. Thì nhiều khi trời nó mưa, chú sẽ lấy cái tấm bạc ni lông lớn đó để trú những cái thùng hàng lại cô chú. Dạ con chào chú nha. Dạ. Dạ. Dạ thì hiện tại bây giờ là chị Ni cũng đã về đến nhà rồi nha cô chú anh chị. Thì chị Ni ngày hôm qua chị cũng từ bên Úc về cô chú. Thì không biết rằng là buổi chiều tối ngày hôm nay chị Ni có đến nhà chị Loan không á cô chú. Dạ thì vừa rồi Quynh cũng có nghe một cái thông tin đó cô chú anh chị. Thì cái nhóm bên về cô chú thì ngày hôm nay cũng có tổ chức một cái sinh nhật rất là lớn luôn cô chú. Thì tổ chức sinh nhật cho về mẹ nha cô chú anh chị. Thì cũng có rất là đông các cô chú anh chị vào trong clip đó xem và comment thì cũng rất là bức xúc.
cũng lên án cái nha, cái nhóm quê đó cô chú. Cô chú anh chị và các bạn xem video cho mình xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình được phát triển không cô chú anh chị. Thì cũng có các cô chú cũng có xem cái clip của cái nhóm quê đó tổ chức sinh nhật, thì cũng có nói rằng là tổ chức sinh nhật rất là lớn, thì tổ chức sinh nhật xong nhớ sao cơ cái tiền cúng điếu của chú á, bảy bánh xèo á cô chú anh chị, thì cũng nói rằng là sẽ đòi lại công bằng, lấy lại tất cả những gì của mình. Thì Hà Win Vlog á thì cũng xem và cũng bút xúc giùm cho chị Loan á cô chú. Thì bánh xèo nói rằng là lấy lại tất cả, thì ủa mà tất cả cái gì đâu mà phải mà lấy á cô chú. Thì bây giờ chú nghệ sĩ Vũ Linh mất thì tài sản đỡ lại cho con đó là chị Hồng Loan thôi á cô chú. Chứ tự nhiên cái nhóm bên quê đòi lấy là lại tất cả, ở đâu ra mà lấy cô chú anh chị. Chẳng lẽ người anh mất thì người con thì có quyền thừa hưởng số tài sản cho cô chú anh chị. Người anh mất chẳng lẽ người em ruột thừa hưởng cái đó, thì cái điều đó thì đâu có được cô chú, đúng không? Tại vì chú nghệ sĩ Vũ Linh cô chú thì cũng có người con mà đó là chị Hồng Loan mà cô chú anh chị, cho nên là chị Loan cũng toàn quyền thừa hưởng cái tài sản của chú nghệ sĩ Vũ Linh đỡ lại cho cô chú. Thì cũng mong rằng qua cái clip này thì các cô chú anh chị xem và đăng ký ủng hộ cho Hà Win Vlog, để Hà Win Vlog cho kênh được phát triển hơn của chú anh chị. Hôm nay là nhóm bên quê tổ chức sinh nhật cho quê lớn nha cô chú. Thì nói chung là kêu là quê mẹ đi cô chú anh chị. Dạ thôi giờ Win cũng xin phép cô chú anh chị và các bạn Win kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo nha.